Người đàn ông cải trang thành võ sĩ tay cầm kiếm gây náo loạn đường phố Thái Nguyên. Sáng sáng ngày 7 tháng 9, mạng xã hội xôn xao loạt ảnh chụp một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ xuất hiện giữa đường phố Thái Nguyên. Người này đội chiếc nón màu đen cỡ trần, chỉ cuốn một chiếc khăn tạo thành váy bên dưới và tay lăm lăm cầm một thanh kiếm. Nhìn từ xa, ai nấy đều liên tưởng ngay tới trang phục của những võ sĩ giang hồ hành tẩu thời xưa. Sự xuất hiện đặc biệt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dân tình. Nhiều người dân ngơ ngác nhìn, vội lấy điện thoại ra chụp. Người đàn ông cũng có vẻ thích thú với điều đó, không ngại tạo đủ mọi loại dáng trước ống kính đối phương. Hiện chưa rõ hành động làm màu này chỉ là vui đùa hay có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào việc không đeo khẩu trang của người này. Được biết, hiện tại thành phố Thái Nguyên hiện đang không áp dụng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp trên cả nước, hành động ra đường không đeo khẩu trang là không nên. Người đàn ông đội nón, tay cầm kiếm, cuốn chiếc khăn tạo thành váy gây xôn xao. Thái Nguyên không giãn cách vẫn được ra đường, nhưng không ai cho ra đường khi không đeo khẩu trang và trang bị vũ khí thô sơ, tài khoản lang thang gây gắt bình luận. Định cosplay samurai nhưng quên mất mình đang ở Việt Nam và có dịch à, tài khoản Minh Dương viết. Không ở yên trong nhà đi, ra đường làm màu quăng quậy thì hay ho gì. Chỉ để mọi người xúm lại chụp ảnh à, nghĩ thế là ngầu, tài khoản Việt Linh chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.